Alo, nhà cháu có nhờ kính chào quý vị khán giả gần xa nhân dịp đồng tàn xuân sắp tới ngày 30 Tết. Kính thưa quý vị rằng thì là mà lại trở lại một cái ý kiến nên là bỏ Tết ta đi, bỏ Tết âm lịch đi. Thì hôm nay bên ải muốn bà con tham khảo một cái thứ tư duy rất là duy ý chí của anh bạn hàng xóm láng giềng chúng ta, đó là anh Tàu Khựa. Họ đã đặt ra vấn đề là bỏ Tết âm lịch cách đây hàng thế kỷ và kết quả ra làm sao, thì chắc là nó cũng na ná cái gì đấy, cái kiểu như là tận diệt chim sẻ này, phá đường tàu đi rồi để mà sản xuất thép này, hoặc là quyết tâm tiêu diệt sói ở trên thảo nguyên Nội Mông này. Thì đương nhiên là làm cái việc gì cũng đã làm việc gì đã là phải có mở đầu, có diễn biến, có kết thúc, đúng không ạ? Vậy thì cái kết quả của cái công việc là bỏ Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc nó như thế nào? Mặc dù cái Tết này ấy, thì là được du nhập ngược từ người Việt, và người Trung Quốc đã dùng nó hàng gần 4.000 năm. Thì mời các bạn theo dõi một cái bài bình luận ngắn ngắn, xem là anh Trung Quốc, anh bạn nhớn của chúng ta bỏ Tết ra làm thao và kết quả như thế nào. Mời, trân trọng kính mời quý vị và các bạn. Ở Việt Nam có nhiều người ủng hộ quan điểm nên bỏ Tết Nguyên Đán vì lãng phí thời gian và tốn kém. Mặc dù điều này nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng nếu như quyết định bỏ Tết thì chúng ta nên nhìn sang Trung Quốc và xem họ đã hối hận khi bỏ Tết âm lịch như thế nào, và sau sai lầm đó họ đã phải khôi phục lại Tết trước sự phản ứng của hàng triệu người dân. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem tại sao Trung Quốc từng có ý định bỏ Tết. Và câu chuyện này thì bắt đầu từ một nhân vật có tên là Tôn Trung Sơn. Vậy Tôn Trung Sơn là ai? Tôn Trung Sơn sinh ngày 12 tháng 11 năm 1866 ở tỉnh Quảng Đông trong một gia đình nông dân, nhưng không nghèo mà ngược lại rất giàu có. Năm 13 tuổi, ông đã được gia đình cho đi du học tại Mỹ, cụ thể là thủ phủ Honolulu tại tiểu bang Hawaii. Sau nhiều năm lớn lên và học tập với người Tây, ông đã học được những tư tưởng tiến bộ nhưng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa phương Tây. Sau khi học xong, ông quay về nước học đại học y và trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, người ta bảo nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Mặc dù là một bác sĩ xuất sắc, khóa học 12 người nhưng chỉ có ông và một người khác có thể tốt nghiệp. Giỏi vậy nhưng Tôn Trung Sơn đã bỏ nghề y vì thấy đất nước bị chia rẽ và bất ổn khi lúc đó vương triều nhà Thanh đang cai trị Trung Quốc. Để cứu nước, Tôn Trung Sơn đã nhiều lần bay sang Hawaii. Ở đây, ông đứng ra kêu gọi kiều bào và tập hợp thành một tổ chức với mục đích cứu nước bằng cách lật đổ nhà Thanh. Đến năm 1911, tổ chức của Tôn Trung Sơn đã nổi dậy và giành được thắng lợi. Dù nhỏ nhưng nó đã truyền cảm hứng cho hàng trăm cuộc nổi dậy khắp đất nước, tạo ra một cơn bão lớn. Nhà Thanh không thể cầm cự, cuối cùng phải chấp nhận đầu hàng. Vua Phổ Nhi buộc phải thoái vị. Sau khi lật đổ được chế độ phong kiến, Tôn Trung Sơn được dân yêu quý bầu chọn trở thành tổng thống lâm thời. Và với tư tưởng học được từ phương Tây, Tôn Trung Sơn muốn đưa Trung Quốc trở thành nước dân chủ, và hậu duệ của ông hiện nay vẫn đang làm. Chúng ta thấy kết quả chính là Đài Loan. Mặc dù tư tưởng có thể là tiến bộ, tuy nhiên Tôn Trung Sơn lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là quyết định bỏ Tết Nguyên Đán cổ truyền. Dù có nhiều nghiên cứu cho rằng cái Tết này bắt nguồn từ Việt Nam, nhưng dù sao thì nó cũng trở thành truyền thống của người Hoa trong hàng nghìn năm, và bỏ đi một truyền thống của dân tộc thì rất khó có thể chấp nhận được. Là người chịu ảnh hưởng lớn bởi hệ thống giáo dục và văn hóa phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ và Anh, thì Tôn Trung Sơn quyết định cải cách Trung Quốc theo con đường Âu hóa. Ông đã chủ trương xóa bỏ Tết Nguyên Đán, buộc người dân Trung Quốc đón Tết theo Tết Dương. Ngày 1 tháng 1 năm 1912 được Tôn Trung Sơn đặt là mốc khởi điểm của Trung Hoa Dân Quốc. Chính phủ quyết định xóa bỏ âm lịch, áp dụng cách tính ngày theo dương lịch trên phạm vi cả nước. Tết Nguyên Đán ở Trung Hoa 4.000 năm chính thức bị khai tử. Nhưng làm bất kể việc gì mà trái lòng dân thì cũng khó lòng mà thành công được. Và việc xóa Tết cũng không ngoại lệ. Theo quy định của nhà nước Trung Quốc lúc đó thì người dân sẽ phải ăn Tết theo lịch Tây.
Nhưng tất nhiên là họ chỉ xem đó là một kỳ nghỉ, chứ không hề có chút gì gọi là truyền thống, không cảm nhận được cái gọi là không khí ngày Tết. Thay vào đó, người dân Trung Quốc vẫn âm thầm tổ chức Tết Nguyên Đán. Những hoạt động trong Tết âm vẫn được giữ nguyên, chỉ là không được nhà nước cho nghỉ nhiều để thoải mái ăn Tết như xưa. Nói chung là Tết không chính thức, nhưng Tết vẫn ở trong lòng dân. Nhận thấy người dân có vẻ không nghe lời và phản đối quy định này, chính quyền Trung Quốc đã cho rằng đó là một sự thất bại, nhưng họ không từ bỏ. Thay vì khôi phục lại Tết thì họ có một ý tưởng khác, đó là cho phép người dân được ăn Tết một ngày theo âm lịch, nhưng không gọi đó là Tết nữa, mà gọi đó là lễ hội mùa xuân. Và Tết chính thức thì vẫn là Tết dương lịch, thứ mà người dân không quan tâm. Còn tên gọi Tết Nguyên Đán và những sự kiện trong dịp lễ này không được chính quyền khôi phục. Vào các năm sau đó, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc nỗ lực chuyển các hoạt động như thờ cúng tổ tiên, trang trí nhà cửa, viết câu đối, lì xì cho trẻ em, đi lễ chùa trong dịp Tết Nguyên Đán chuyển sang dương lịch, nhưng không mấy thành công. Có lẽ ông bà tổ tiên không có khái niệm dương lịch là gì, nên thờ cúng vào ngày đó các cụ không chịu về ăn Tết và chính quyền thất bại. Đến năm 1927, Trung Quốc nổ ra cuộc nội chiến giữa phe Cộng sản và phe Quốc dân đảng của Tôn Trung Sơn, hay sau này là Tưởng Giới Thạch. Và mặc dù trong chiến tranh thì Trung Hoa Dân Quốc vẫn quyết xóa Tết bằng được. Họ bắt cán bộ công chức phục vụ chính quyền phải triệt để làm gương cho nhân dân. Ai ăn Tết Nguyên Đán sẽ bị coi là vi phạm chính sách và bị phạt nặng. Thậm chí ở một số địa phương, bạo lực còn được sử dụng để đàn áp các hoạt động ăn Tết lén lút của người dân. Điều đó đã khiến nhân dân vô cùng phẫn nộ. Ngày 28 tháng 12 năm 1930, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc còn đặc biệt tổ chức Hội nghị quảng bá quốc lịch, yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện chủ trương bãi bỏ Tết Nguyên Đán. Trong khi đó thì phe Cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo lại khuyến khích người dân đón Tết Nguyên Đán truyền thống, cáo buộc chính phủ Trung Hoa Dân Quốc là đi ngược lại văn hóa và bản sắc của người Trung Hoa. Và có lẽ được lòng dân là chiến thắng quan trọng nhất của phe Cộng sản. Vì vậy cuối cùng Mao Trạch Đông đã chiến thắng trong cuộc nội chiến. Năm 1949, nội chiến chấm dứt, thắng lợi thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi nhận chức chủ tịch nước, Mao Trạch Đông đã tuyên bố khôi phục lại Tết Nguyên Đán, kêu gọi người dân đón năm mới theo phong tục truyền thống như bình thường. Tết Nguyên Đán được chọn trở thành một trong những ngày lễ quan trọng ở Trung Quốc. Vào dịp này, người dân cả nước Trung Quốc đều được nghỉ làm để chuẩn bị ăn mừng năm mới. Sau 37 năm, Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc chính thức được hồi sinh trở lại. Như vậy, Trung Hoa Dân Quốc đã học được một bài học đắt giá cho việc bỏ Tết, làm mất lòng dân và cuối cùng làm mất cả nước.